Cách chăm sóc viêm da cơ địa ở trẻ sơ sinh. Thông tin được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ bác sĩ Trương Thành Tâm, khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Bệnh viêm da cơ địa, bệnh tràm thể tạng, eczema là bệnh da phổ biến nhất ở trẻ em, gây nhiều khó chịu cho trẻ. Chăm sóc da đúng cách không những làm giảm bớt khó chịu ở trẻ mà còn giúp phòng tránh những biến chứng của bệnh. Bệnh viêm da cơ địa ở trẻ em chủ yếu liên quan đến yếu tố gia đình, nghĩa là có yếu tố di truyền và yếu tố dị ứng. Trẻ thường có nguy cơ mắc bệnh này nhiều hơn khi trong gia đình hoặc bản thân trẻ mắc bệnh dị ứng khác như hen phế quản hoặc viêm mũi dị ứng. Gần 50% số bệnh nhân có thể ổn định ở tuổi thiếu niên, nhưng cũng có trường hợp bệnh tồn tại trong nhiều năm cho đến tuổi trưởng thành. Một số yếu tố có thể làm cho bệnh viêm da cơ địa trở nên nặng hơn như nóng, quần áo dày, chất vải nóng, tắm nước nóng, lò sưởi, khô, sử dụng xà phòng, điều hòa, thời tiết khô, nóng, ngứa, nhãn mác trên quần áo, lông động vật, cỏ, cát, bụi, nhiễm virus hoặc một số bệnh nhiễm khuẩn. Yếu tố khác, hóa chất, môi trường, yếu tố gây dị ứng. Cách chăm sóc da cho trẻ bị viêm da cơ địa. Theo Thạc sĩ bác sĩ Trương Thành Tâm, khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, mục đích của việc chăm sóc da đúng cách ở trẻ bị viêm da cơ địa nhằm cải thiện triệu chứng bệnh, giảm ngứa, giảm viêm, dưỡng ẩm cho da, tái tạo nước cho da, bảo vệ da, phòng và điều trị nhiễm trùng, kiểm soát ngứa cho trẻ. Ngứa sẽ khiến trẻ gãi nhiều và làm cho bệnh viêm da cơ địa ở trẻ trở nên nặng hơn, thậm chí gây nhiễm trùng. Để giảm ngứa cho trẻ có thể sử dụng một số cách sau. Đắp ẩm hoặc sử dụng băng ướt cho vùng da tổn thương. Vệ sinh sạch sẽ bàn tay của trẻ, không để móng tay dài. Đánh lạc hướng sự tập trung chú ý của trẻ khi trẻ đang ngứa và gãi nhiều như trò chơi, xem TV. Sử dụng thuốc cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. Dưỡng ẩm cho da. Theo Thạc sĩ bác sĩ Trương Thành Tâm, khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, khi chăm sóc trẻ bị viêm da cơ địa, cha mẹ nên thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm ít gây kích ứng da khi trẻ xuất hiện dấu hiệu của bệnh và ngay cả khi bệnh đã hết. Nên bôi toàn thân kem dưỡng chứ không chỉ riêng vùng da tổn thương. Nếu bác sĩ có chỉ định bôi thuốc thì bôi thuốc trước rồi thoa một lớp kem dưỡng ẩm phủ lên trên. Số lần sử dụng kem dưỡng tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh và nên bôi kem sau khi làm ẩm da, tắm, băng ướt. Trẻ nên được khuyến khích cùng tham gia quá trình bôi kem. Khi lấy kem để bôi cần chú ý nên sử dụng một dụng cụ sạch lấy ra một lượng đủ để bôi, tránh làm bẩn lượng kem còn lại chưa dùng đến. Cách tắm cho trẻ bị viêm da cơ địa. Nước quá nóng sẽ làm da trẻ khô và ngứa nhiều hơn, do đó không nên tắm cho trẻ với nước quá nóng. Chỉ nên dùng nước ấm, không quá 30 độ C hoặc mát hơn, phụ thuộc thời tiết lúc tắm. Tắm cho trẻ cần tiến hành hàng ngày, nên sử dụng sữa tắm thay thế cho xà phòng, bởi xà phòng làm cho da khô hơn. Nên cho trẻ ngâm mình trong chậu hoặc bồn tắm có pha sữa tắm trong thời gian từ 15 cho đến 30 phút để tăng cường cấp ẩm cho da. Thời điểm tắm cho trẻ là 2 giờ trước khi ngủ nhằm giúp trẻ ngủ ngon hơn. Nếu trẻ có chỉ định và hướng dẫn riêng của bác sĩ chuyên khoa thì cần tuân thủ. Những lưu ý khi chăm sóc trẻ bị viêm da cơ địa. Nếu trẻ bị viêm da quanh miệng liên quan đến thức ăn hoặc nước bọt, thì vùng da quanh miệng cần được vệ sinh sạch bằng khăn mềm và ướt, sau đó bôi một lớp kem dưỡng ẩm. Quần áo cho trẻ nên lựa chọn chất liệu cắt tông mềm mại, nhãn mác nên được loại bỏ để tránh cọ sát vào da. Chăn sử dụng cho trẻ nên chọn một tấm chăn bông hoặc cắt tông nhằm tránh làm cho da trẻ bị quá nóng. Tránh các chất dễ gây kích ứng cho da như chất tẩy rửa, xà phòng và các yếu tố làm bệnh của trẻ nặng lên. Trẻ nên được sống trong môi trường thoáng mát cả ngày lẫn đêm, hạn chế lò sưởi, quạt sưởi. Trẻ cần đi khám ngay nếu không cải thiện sau 2 ngày điều trị hoặc có biểu hiện nhiễm trùng, vùng da tổn thương nứt, chảy nước. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.